Nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game tài xỉu đổi thưởng nha. Thì nhiều anh em sẽ nói rằng tài xỉu đổi thưởng thì thật thì ở đâu thì cái game này đấy anh em, nó đổi thưởng theo tỷ lệ 1-1 anh em ạ. Thì chơi thì mình nghĩ là cái quan trọng nhất vẫn là hên thôi anh em ạ, bởi vì anh em đã đéo hên thì thôi, đéo có cách đéo gì thắng nó đâu anh em ơi. Hôm nay ôi rồi ôi, cầu này cầu gì gì đấy, cầu 2323. Ván này nếu đặt thì mình đặt xỉu đấy, nó nếu đặt. Còn trong trường hợp này mình đéo đặt kịp đâu. Đấy, giời ơi, đặt đặt trúng rồi. Ui giời, tiếc chưa kìa anh em ơi. Qua đó mình chưa nhìn ra cái cầu gì ấy thì mình đéo dám đặt đâu nha, bởi vì chưa có cái cầu gì cụ thể là mình thường đéo dám đặt. Nhiều lúc anh em cứ nói rằng là đó là chơi game này hên xui là cái gọi là đấy, gọi là anh em không để ý mấy, nhưng mà mình nói thật với anh em, có những ngày anh em thắng có thể gọi là thắng khá là dễ đúng không, nhưng mà có những ngày anh em đéo thắng được, nhưng mà anh em cứ cố gắng nạp vào thành ra tí này anh em thua rất to luôn. Cho nên anh em phải nhớ điều này này, đánh tài xỉu hay bất kỳ con game gì đổi thưởng ấy thì các bạn đánh mỗi ngày 5 đến 10 phút gì đó thôi, nếu mà thắng được ấy thì ok anh em ngon, còn đéo thắng được thôi nghĩ đi, bởi vì ngày hôm đó nó đéo dành cho anh em ạ. À, phải nhớ điều đó chứ anh em, nhiều đa số hầu như anh em đều đánh theo kiểu đó là thấy thua ấy là anh em thường nha, thấy thua là anh em thường là đâm đầu vào gỡ, muốn gỡ bằng được anh em ạ. À, điều đó nó đéo nên anh em ạ. À, đéo nên, bởi vì có hai trường hợp là trong lúc đó, một là anh em xui thật, hai là anh em đang bị soi. Mà cho dù cái trường hợp nào ấy thì anh em sẽ bị toang ngã thôi anh em ạ. À, đéo có chuyện ăn được nó đâu anh em, phải nhớ điều đó nha, không có chuyện ăn được nó đâu, nhớ nhớ điều đó nha anh em ơi. Nếu mà ăn được nó ấy thì mình nói thật với anh em, được đéo là nó còn giàu từ nó đây à, anh em công nhận điều đó không đấy, nên phải nhớ điều đó anh em ơi, phải nhớ điều đó nha. Trời ơi, ván này nó đéo đéo đổi kìa, nó bẻ sang cầu xỉu một dãy rồi, để biết như nào mà lần đây anh em ạ. Nói chung hên xui cả thôi anh em ơi, hên xui cả thôi. Nói chung là ăn thì mình ngon thôi à, xui thì mình ra đảo thôi anh em. Game bên xui thì mình đéo thì nói trước đồ đéo gì đâu anh em ạ. Nhiều lúc anh em cứ khăng khăng là ví dụ thua là anh em cứ khăng khăng là muốn đánh nhanh thắng nhanh và gỡ nhanh ấy, điều đó không nên anh em ơi, cứ từ từ thôi đấy. Xỉu này, và một ngày thì mình khuyên anh em bằng đánh ít ít thôi, và đánh đọc cầu ấy, đọc cầu con game này thì mình đánh thường, đánh bất kỳ con game tài xỉu nào mình đánh kiểu này này, và con game tài xỉu nào mình chơi ấy mình đều để link ở phía dưới nha. Bất kỳ con game tài xỉu đổi thưởng nào ấy mà mình để mà mình chơi ấy, mình đều đọc theo cầu đó là nó đang về cầu gì mình sẽ đặt cầu đó, mình nhìn những cái phía trước này anh em này đấy, ví dụ lúc này nó về hai này, ba này, hai này, ba này, nhưng mà sau đó nó về chuột xỉu, nó sau đó nó bẻ sang chuột xỉu một dãy thì mình sẽ đặt chuột xỉu một dãy thôi, khi nào nó bẻ cầu lúc đấy mình sẽ tính sau, còn nó chưa bẻ cầu lúc đấy mình khoan là tính anh em ạ. Chứ anh em đánh mà cứ đọt toàn nói là đánh ngược cầu nó thì anh em sai rồi anh em ạ. Ví dụ anh em thấy cái về tài tầm 5 đến 6 lần về tài anh em đoán có lẽ lần này nó sẽ răng xỉu rồi, đừng nên như vậy anh em ạ. Nó đang về cái, nó đang về chuỗi tài, cứ đặt chuỗi tài đi, thà rằng khi nào nó bẻ cầu lúc đấy anh em có thể ngừng một hai ván thì nó tính sau đó, anh em thấy không, nhiều nhiều anh em những trường hợp này sẽ chuyển sang đặt tài hết lúc này đến giờ rồi đấy đấy, bởi vì thấy xỉu về nhiều quá mà. Nhưng mà mình không, mình thì không anh em ạ, mình đánh theo là nó đang về cái gì thì mình đấy là cái đó, chứ mình đéo bao giờ đánh theo kiểu ngược 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 đâu anh em, khó ăn nó lắm, quá khó luôn đấy anh em ạ. À, đéo phải dễ ăn nó tí nào đâu, nếu mà dễ ăn mình nói thật cho đứa đéo nó làm giàu này à, anh em phải nhớ điều đó nha, không dễ ăn đâu anh em ạ. À, nhớ là không dễ ăn, game bên xui thì không dễ dễ ăn đấy, lúc này giờ mình khá là ngon đấy anh em ạ. À, ngon mới ăn được tên từng này chứ đéo ngon này ăn thì đéo là được đúng không, nói chung là hên xui cả thôi anh em ạ. À, hên thì mình ăn thôi à, xui mình ra đảo thôi à, điều là điều rất bình thường thôi nha. Trời ơi, ván này thua rồi, tiếc ấy nhở. Không sao anh em, những lúc bẻ cầu này các bạn hãy ngừng một hai ván để xem là nó tiếp tục vế cầu gì, chứ đừng có vội đặt nha. Nhiều thường anh em là vội đặt đấy. Ví dụ nó bẻ sang cầu xỉu một cái đấy thì khả năng cao là nó về cầu, nó sẽ về 2 đến 3 lần xỉu nữa. Nhưng mà lỡ may nó về tài cái ấy, thì lúc đấy là mình sẽ ngừng xem như thế nào đã anh em ạ. Nếu nó về tài mình sẽ ngừng một hai ván nữa mình xem như thế nào. Tính ra nếu bây giờ mình nghĩ ấy, thì mình đã thắng 10 mê đấy anh em. Ôi chà, nó bị cầu tài thật anh em ạ. Khó đấy, ván này đéo biết như thế nào đây. Đánh ván này thì nếu đánh mình đặt xỉu đấy, bởi vì trước đó anh em, trước đó hai này nó kết thúc bằng bắt đầu bằng hai tài này, sau đó nó kết thúc bằng hai, thôi đặt xỉu đi, nó có thể nó kết thúc bằng hai tài luôn đấy, sau đó nó chuyển nó cầu xỉu đấy, đéo biết như thế nào.
Đoán đoán đại thôi, trúng thì ngon, nó đéo trúng thì thôi. Đúng rồi, đúng mà anh em ơi, đúng mà. Đấy, thì bây giờ ấy có hai trường hợp, một là nó về cầu 22, hai nó về cầu 23 tiếp anh em. Đấy, hoặc là nó về cầu 21, 21, cái đó mình đéo phải biết được, mình đoán đoán đại thôi. Còn là về nó về chuột xỉu tiếp thì khó lắm, khó khó nhưng mà không phải không thể. Anh em phải phân tích ra những cái đó để anh em cái nào anh em cảm nhận mà nó dễ hơn thì anh em đánh cái đó. 23 được đón là về rồi thì mình đoán bây giờ 22. Đấy, ngon không anh em? Mình đoán 22 nha, bởi vì 23 trước đó nó về rồi mà. Thành ra bây giờ chỉ có 22 thôi. Có thể nó về lại điều rất bình thường. Nhưng mà đây là chỉ là mình đoán thôi, đoán để mà chơi thôi anh em ạ. Chứ mình đéo thể đoán được mà để mà trúng đâu. Mình lên hôm nay là lên này là mình đã quá là ngon, là mình đã gấp hai tài khoản của mình ở đây. Bây giờ mình nghĩ rằng được đấy anh em, nhưng mà mình tham xíu nữa bởi vì mình đang đoán cái cầu đúng mà. Thì việc đéo gì mà mình nghĩ đúng không? Ôi chàng ơi, ôi hai ba hai ba thật à. Ván là mà thua là mình nghĩ nha. Nếu ván này là thua là mình nghĩ, nhưng mà thắng thì mình sẽ đánh tiếp. Bởi vì cái mình cần biết đấy đó là quá tam ba bận anh em. Lúc nãy giờ 26 mê, lần này lần thứ ba xuống 26 mê rồi. Ví dụ lần thứ tư mà quá lần thứ ba này mà cứ xuống tiếp ấy thì mình nghĩ là đéo nên đánh nữa, bởi đánh đánh nữa mình sợ là chỉ có toang mà đéo có thắng đâu. Đấy, toang ngay thật anh em ạ. Mình đoán cái xác suất về thấp nhất thì nó lại về kìa. Thôi không sao, nói chung là tốt nhất là mình cũng đánh thắng 10 mê đấy anh em, mặc dù thì sau đó thua lại 6 mê, nhưng mà thôi các bạn, là các bạn không trốn được trên đỉnh đâu nha, các bạn ăn vừa vừa ở giữa cũng được, nhưng mà còn ăn được là được anh em ạ nha. Thôi thì video hôm nay mình thúc nha, bye bye anh em. Phá này về cái gì, ôi ôi vì chịu chịu luôn tiếp anh em này. Thôi nghĩ anh em ơi, bye bye anh em nha. Và khi anh em đánh ấy thì anh em nhớ rằng này, khi thắng này đấy thì anh em nhớ rút rút liền cho mình nha, đổi thưởng nha, để đấy đổi thưởng đây này, đây đúng không? Thì các bạn rút số tiền các bạn cần rút thôi, ví dụ mình hôm nay mình rút 10 mê đi. Đây các bạn này. Nói chung là mình không chơi nhiều đâu, lâu lâu mình mới chơi thôi nha. Tầm tháng hoặc tuần mình chơi một vài lần thôi. Nói chung là mình đánh ăn càng là ăn non được, còn hơn đéo ăn là cái gì anh em ạ. Thôi, video này mình tốt nha. Bye bye anh em.